Abi. Trong này cho nó kẹt cứng nhắc. Ngọt ngay. Mà dưới đây mà không thấy luôn chứ. Tí nữa anh chụp hình cho. Úi, nằm ngay đây mà không thấy ta. Quá ngon. Chùm này là thôi luôn.
về thôi. Miền núi đó hả? Ở chú quải là chụp con bao hình đây. Nào. Trời ơi,
chừng. Nóng quá. Cái này mà về làm món hầm bao tử ngon lắm ta.
nấm bệnh trên cái sầu riêng nó đỡ tiền một chút. Đổ dầu ê quên dầu với cái gì? Đổ thôi chứ nó tỏ. Đổ vô vậy thôi hả? Ừ. Sao à đó. Nướng á. Nướng là hả? À,
rớt hết.
ăn. Lục dưới ta rửa một cái. Bí mát lắm á.
cơm, ăn cơm. Bí đao này ăn mát lắm. Ha 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 ha
Trời, chính còn nóng hổi luôn á.
nhiêu chụp em? 25 ngàn. Thank you.
Thank you.
vả gì mà to thế? Ủa, nó con ốc mà. Mũi quá trời mũi luôn. Ui, dính lẹo nè. Ui.
biết luôn á. Chiên ăn thôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kèo nước vậy ta. Thank you.
đưa tao 100 rồi đó, con hối lại đúng chỗ rồi, đúng rồi. Đẹp mai anh lên chốn thành đô, nhà xanh rực rỡ.
chắc cát không luôn. Mâm thôi. Này là nghêu này. Này là cà chua đây. Chị thấy chị nhà ở thu hoạch không? Vú sữa hoàng kim đẹp thế. Có một hộp à. Ngọt ghê á, ngọt mà thơm đó.
Wow, cái trái này to quá. Ôi, to quá trời rồi đó. Thank you.
xách cái gì bán vậy? Mười lăm trái thì hấp nhang hả? Hai ký rưỡi với lại một ký ba nữa. Mấy trái này nhiều ăn được không? Sữa hoàng kim.
này giống này. Ở Đắk Nông hả? Ở... ký thôi nha. Ăn thử thôi. Ngon là lần sau mua chục ký. Rồi, ký. Ký ha ha. Nhất tiền. Rồi ăn ngon lần sau mua nhiều. Rồi cảm ơn nhiều. Thank you.
cái xương nó ra, cái nước nó đen thui ta.
biết ta. Chùa
Thank you.
ăn lẩu thôi. Thơm quá.
Hai ngày là thành nhau hả?
Mấy trái lép
vậy đó mà nó ngon, tại vì nó lép nó lép thôi mà nó có chỗ này đúng rồi, nó đầy đặn, nó rẻ phải lép thật.